Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 5 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã lấy lời khai PNQ, sinh năm 2000, sinh viên đại học, TDTT, sinh năm 1998, ngụ Quảng Ngãi và NTTH, sinh năm 1993, ngụ quận 7 vì liên quan đến việc chị TVM, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Tiền Giang bị hành hung ở sảnh chung cư LB, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là chị M đang ở quê nên công an đã liên lạc và chị sẽ có mặt trình báo sớm nhất. Qua làm việc với nhóm trên, Quy và T thừa nhận là người đã hành hung chị M như đoạn clip đăng tải trên mạng. Hai người này thừa nhận nguyên nhân do mâu thuẫn từ trước. Một nguồn tin cho hay, người phụ nữ đánh người ở sảnh chung cư từng đăng quang cuộc thi hoa khôi sinh viên của trường trên cách đây vài năm. Phía ngôi trường trên đã nắm sự việc và cũng đã trao đổi với Quy. Liên quan vụ việc, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cùng đề nghị trường Đại học K, trường của nữ sinh PNQ, có hình thức xử lý nghiêm nữ sinh viên ngành luật hành hung người khác và mạo danh luật sư. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi clip lan truyền, đoàn đã vào cuộc tìm hiểu do vụ việc có ghi lại cảnh cô gái có nói "tao là luật sư". Tuy nhiên, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xác định cô gái này chỉ là sinh viên học luật. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh không chấp nhận một luật sư có hành vi bạo lực và vi phạm quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp. Việc cô gái có hành vi mạo danh luật sư cũng làm ảnh hưởng tới uy tín của những người hành nghề luật sư. Vì thế, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trường Đại học K trên cơ sở từ cơ quan chức năng có hướng xử lý nghiêm để giáo dục với nữ sinh trên, răn đe với các nữ sinh viên đang theo học luật ở các trường khác. Liên quan đến vụ việc, trường Đại học K cho biết cũng đã nắm sự việc và cũng trao đổi với Quy. Người này thừa nhận là người trong đoạn clip đăng tải. Nhà trường đang chờ kết quả của các cơ quan chức năng và sẽ có biện pháp xử lý theo quy định. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, trước đó vào ngày 3 tháng 12, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị đôi nam nữ đánh ở sảnh chung cư. Đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ bước ra từ thang máy tầng trệt chung cư thì có nhóm người ngồi đợi sẵn ở sảnh và xông tới hành hung. Trong nhóm người này, chủ yếu là đôi nam nữ lao vào hành hung người phụ nữ mặc áo vàng. Người đàn ông đã nắm tóc người phụ nữ mặc áo vàng và kéo lê trước sảnh chung cư. Người đàn ông liên tục hỏi và dùng chân tấn công vào người phụ nữ mặc áo vàng, còn người phụ nữ đi cùng người đàn ông cũng dùng chân đá, nắm tóc, tấn công người phụ nữ mặc áo vàng. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ngày 5 tháng 11 đã phối hợp công an phường Tiến Thành làm rõ vụ một điều dưỡng bệnh viện đa khoa Bình Phước bị người nhà bệnh nhân hành hung gây thương tích. Theo điều dưỡng Trương Ngọc Nghĩa, nạn nhân trong vụ việc cho biết, khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân NMD, ngụ thành phố Đồng Xoài bị chấn thương bàn tay phải. Trong lúc người nhà bệnh nhân ghi hồ sơ, thấy viết sai nên anh Nghĩa hướng dẫn viết lại thì bị một số người nhà khác của bệnh nhân hung hổ đuổi đánh. Hậu quả khiến anh bị thương ở cánh tay, bàn tay và vùng đầu. Bác sĩ Vũ Xuân Thủy, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Bình Phước xác nhận, bệnh viện đã cố hết sức đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho nhân viên y tế. Nhưng vụ việc xảy ra trong đêm khuya vắng người, các đối tượng manh động, còn y bác sĩ, nhân viên bệnh viện không lường trước được, dẫn đến bị tấn công. Nhận tin báo, công an đã đến phối hợp bệnh viện khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, mời những người liên quan làm việc. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe điều dưỡng Trương Ngọc Nghĩa đã tạm ổn, tuy nhiên vùng đầu còn đau nhức, đang tiếp tục theo dõi. Mới đây, nhiều phụ huynh học sinh đã lên tiếng phản ánh vụ việc. Vào giữa tháng 4 năm 2023, có một học sinh DNH lớp 9C bị 6 bạn học sinh lớp này đánh hội đồng, khiến học sinh này hoảng loạn gần một tuần. Ông Đinh Như Sơn, sinh năm 1972, thôn Đấu Tranh, xã Hưng Thủy cho biết, cháu H là con trai tôi, học ở trường trung học cơ sở Hưng Thủy, cùng lớp với cháu V, bị 30 bạn hành hung. Trước đó vào giữa tháng 4, con tôi thắc mắc vì sao chúng đánh sớm giờ vào học. Lập tức có 6 bạn cùng lớp cao to hơn con trai tôi đánh phủ đầu. Cháu hoảng loạn chạy về nhà. Sự việc sau đó gia đình báo hiệu trưởng nhưng không được xử lý thỏa đáng, mà con tôi còn bị hạ hành kiểm, từ tốt xuống khá. Cháu GNH cho biết, khi bị đánh vì đau quá, cháu ôm đầu chạy về nhà, thấy hiệu trưởng la mắng, còn các bạn kia không bị xử lý nghiêm,
sau đó còn đe dọa cháu. Ông Võ Danh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thủy cho biết, vụ cháu Hát bị đánh, nhà trường không báo cáo với địa phương. Trở lại vụ việc cháu TVP bị 30 bạn hành hung, tâm thần hoảng loạn, hôm 3 tháng 6 phải nhập Bệnh viện Trung ương Huế điều trị sang chấn tâm lý. Ông Thuấn cho biết, ban giám hiệu nhà trường sau đó chưa có văn bản báo cáo chính thức với Ủy ban Nhân dân xã để địa phương có hướng báo cáo, xử lý đúng trình tự. Trong một diễn biến khác, người dân xã Hưng Thủy hết sức bức xúc khi nhà trường yêu cầu ít nhất 16 học sinh viết bản tường trình hành hung cháu TVV thì các học sinh này chụp ảnh đưa lên các hội nhóm tự sướng với bản tường trình. Trong căn nhà nhỏ cuối thôn Phù Lưu, chị Võ Thị Thắm, sinh năm 1979, mẹ của cháu TVV bị 30 bạn hành hung kể. Thời gian gần đây, cháu bị trầm cảm nặng. Trận đánh hôm 3 tháng 6 là đỉnh điểm của hành hung. Cháu bị đánh ngất sau nhà vệ sinh. Nhiều bạn học không dám can ngăn vì sợ bị đánh hội đồng do một số bạn trước đó vào khuyên giải cũng bị đánh. Cháu sợ quá, bò vào lớp học, nằm thở mà không ai hay. Theo chị Thắm, cháu V đã có nhiều lần vì bị đánh hội đồng nên đã viết đơn gửi hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhà trường nhưng đều bị giấu nhẹm. Chỉ vào đầu tháng 4 năm 2023, có 6 bạn đánh, V viết đơn cầu cứu hiệu trưởng Võ Huy Thuật. Tại đây, ông Thuật mời gia đình 6 cháu hành hung bạn lên trao đổi, rồi sau đó đâu lại vào đấy. Bà Thắm cho hay, việc mời gia đình các cháu bị đánh mà không mời gia đình cháu V lên để thăm hỏi động viên. Sau đó cấm cháu V không nói với gia đình, dẫn đến cháu V ngày càng bị trả thù và đánh đập nhiều hơn. Các phụ huynh phản ánh, nhà trường cấm toàn bộ học sinh cấp 2 chia sẻ các bài báo liên quan đến vụ việc. Trước đó, việc cháu V, cháu H bị đánh hội đồng, hiệu trưởng cũng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các khối cấm học sinh kể với phụ huynh do sợ mất thành tích của nhà trường. Liên quan đến sự việc, báo Sài Gòn Giải Phóng đã liên hệ với hiệu trưởng Võ Huy Thuật. Ông này nói bận rồi cúp máy. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết, ông đã lập đoàn kiểm tra đột xuất, yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể, chi tiết, sau đó sẽ có hướng xử lý đúng quy định. Ngày 9 tháng 6, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cho biết, ông đã tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan, chính quyền xã Hưng Thủy, ban giám hiệu, hội cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C, trường trung học cơ sở Hưng Thủy. Ông Đặng Đại Tình giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thủy chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành xác minh, xử lý vụ việc, động viên, thăm hỏi học sinh và gia đình có học sinh bị đánh. Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Hưng Thủy tiến hành họp hội đồng sư phạm nhà trường để chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường. Hội cha mẹ học sinh trường trung học cơ sở Hưng Thủy cần theo dõi học sinh để có biện pháp giáo dục, rèn luyện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.